Dân họa. Họa tư sanh thành tấm cung kính, tiếng trẻ khờ nguyện thỉnh từ tôn. Điển linh phủ khắp càn khôn, chuyển khai đại đạo tiếng đồn gian xa. Tụng kinh mẫu gia gia an ổn, mẹ giáng trần hỗn độn sơ khai. Lời châu ghi lại trần ai, là do quyết mạch phi tài từ tôn. Quái linh mẫu bao gồm vũ trụ, dưỡng nuôi con hấp thụ điển thiên. Phước tài lộc thọ triền miên, dân lành nước thạnh nhà yên thanh bình. Tam nhật mẫu trì kinh địa mẫu, chúng sanh đều xô đổi nhàn thanh. Mùa màng sung túc tươi xanh, quả thơm thơm ngát hương lành từ bi. Thăm ân mẹ khắc ghi sanh sự, kỷ niệm ngày mẹ ngự không trung. Dập đầu bái tạ dương cung, độ an sanh chúng tao phùng long hoa. Kính lại mẫu thiết tha lời trẻ, dân quả tươi thịnh mẹ chân tri. Dập đầu lại đức diêu trì, điển linh mẹ phụ cứu nguy dân lành. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh.